Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Thì trước mắt các bác đang xem em siêu mẫu các bác nhá. Rất là cao cầu luôn các bác ơi. Chim rất là cao cầu nhá, đấu xòe các bác nhá. Các bác nhìn dáng em nó các bác thấy phê không? Cực phê luôn đúng không các bác? Bóng bộ cực đẹp luôn các bác nhá. Đây là em số 2 trong lô 5 con hôm nay vừa về các bác nhá. Các bác có thể thấy là bóng bộ rất là đẹp luôn, dáng dấp rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Chân tay đứng thẳng tắp luôn các bác ơi. Chim này căng là đấu xòe các bác nhá, vì là chim mới về đấy, hôm nay có clip phát trực tiếp đấy, em cũng không nói giấu các bác làm gì cả, nhưng mà nhà em rất nhiều chim nên là về đến đâu phải bán đến đấy các bác. Em thì em anh không hay thiên về bán buôn nên là em chỉ bán lẻ thôi. Nên là hàng của em về đến đâu em phải giải quyết luôn đến đấy. Dù là điện căng hay là điện ấy thì trừ những con nào yếu quá thì về vẫn phải chăm thêm thôi. Còn những con nào mà cảm giác mà về nhà anh em mà có chơi được thì là em sẽ bán luôn các bác nhá. Như em chim này ấy, thì là về nhà các bác em đảm bảo với các bác là chim là xòe rất là to các bác nhá. Em này thuần rồi, sách lồng cũng vẫn hot các bác nhá. Các bác có thể thấy không, dáng dấp em nó rất là đẹp các bác nhá. Đúng chuẩn một siêu mẫu luôn các bác. Các bác nhìn em này các bác có thấy đẹp không? Quá đẹp luôn các bác nhỉ. Bác bây giờ em sẽ ra xách lồng cho các bác xem nhé. Xách lồng cho các bác xem để test độ thuần cho các bác nhé. Đây. Em sẽ zoom ra tầm này đi. Tầm này thì em đứng là vừa. Ra xách lồng cho các bác xem. Em này biết các bác chơi đỉnh cao nè. Chim quá đẹp luôn các bạn. Chim sách lồng vẫn hot các bác nhá. Chẳng qua là chim mới về lại chủ thôi. Nếu bác nào mà chăm thêm em này, các bác chỉ cần bón sâu dế 1-2 hôm thì em quen thôi. Đây nha, em bỏ xuống đứng cạnh lồng vẫn lại nhảy lên cầu hot này các bác này. Thậm chí em để ngón tay vào cái đây nó cũng sẽ không nhảy các bác nhá. Đấy nha các bác nhé, em vừa test độ thuần cho các bác nhé. Bây giờ xin mời các bác lại ngắm tiếp về dáng dấp của em nó và về giọng hót của em nó nhé. Đây các bác này, đẹp không các bác? Chim quá đẹp luôn. Rất là phê luôn, nhìn em nó hot cao cầu rất là phê luôn các bạn. Thank you.
dấu xe rất là to các bác nhá. Nhưng mỗi cái là em nó chưa căng điện hẳn thôi. Để em cho sáng lên một tí nữa. Em này mà bác nào có thời gian chăm sóc được tốt em nó thì khỏi phải nghĩ luôn đấy ạ. Dáng dấp nhìn rất là phê các bạn. Em sẽ cố gắng quay cái video này 10 phút các bác nhé. Thì bây giờ cũng được 9 phút 20 rồi. Em sẽ xin phép và dừng video khoảng 10 phút các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Bác nào mà bồ kết em siêu mẫu này thì alo cho em theo số điện thoại là 0974648999 nhé. Nói chung là chim thì có như trong video. Bác nào mà bồ kết thì alo cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Rồi, em xin phép nha, cho chim nghỉ đấy ạ. Em xin chào các bác.